Sáng ngày 21 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Thắng, 39 tuổi, về tội gây rối trật tự công cộng. Khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng ngày 17 tháng 4, Công an tuần tra phát hiện tài xế Thắng lái ô tô chạy tốc độ cao, rú ga, drift quanh vòng xuyến trước nhà hát lớn Hà Nội. Khi Thắng vừa dừng xe trước nhà hát lớn thì tổ công tác đã yêu cầu xuống xe nhưng nam tài xế không chấp hành mà phóng xe bỏ chạy. Sự việc đã được một số người dân quay lại, đăng lên mạng xã hội. Đến chiều ngày 17 tháng 4, Công an quận Hoàn Kiếm đã xác minh, mời Thắng lên làm việc. Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận hành vi. Cảnh sát đã tạm giữ một ô tô nhãn hiệu Nissan, màu trắng và một điện thoại di động. Qua kiểm tra, phát hiện chiếc xe này đã độ, thay một số bộ phận như lắp thêm chắn gió đuôi xe, lắp thêm đèn nháy phía trước, lắp độ thêm giả hốc gió, độ thay pô on off, cần số, vân vân. Ngoài ra, người này còn bật pô nổ to đi qua các tuyến phố như Lý Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, Hồ Hoàn Kiếm với tốc độ khoảng 40 đến 60 km/h và thực hiện drift tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục,